hang hiểm đi nó mới có giá trị. Đấy, cái hang hiểm, cái hang độc ấy, cái hang gọi là nó không thuộc về hệ thống, nó sản xuất được, người ta chỉ sưu tầm của ngày xưa. Người mà đã chơi cổ vật người ta sẽ có kiến thức, ví dụ như là hoa văn của những món đồ trên đời Lý nó sẽ khác với đời Nguyễn, nó khác với đời Trần. Rồi cái cốt, ví dụ như là cốt đời Trần nó sẽ khác cốt đồ Lý, cốt đồ Lê. Còn những món đồ ở mức độ vừa phải thì người ta sẽ dùng kinh nghiệm, rồi là dùng khả năng hiểu biết. Phần lớn là khách hàng là những người lớn tuổi có đam mê là chính, và còn nữa thì gần đấy thì có nhiều cháu trẻ cũng tham gia tìm hiểu. Những cái điểm thu hút nhất đó, nó là mỗi tuần ra thì mỗi món đồ nó lại khác nhau đấy, và mình càng nhìn càng ngắm thì mình càng say đắm vào nó. Giá cả chỉ là trao đổi đam mê đó, chứ không đặt nặng về kinh tế lắm. Đến đồ cũng có đồ cũng cứ thời gian khoảng 1-2 ba, mình nghe được chúng mình.